Thưa quý vị các bạn, hiện nay vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em đang được rất nhiều người quan tâm. Nắm bắt thực tế ấy, anh Trần Trung Dũng, giám đốc trung tâm sáng tạo kỹ năng Juna Edu đã khởi nghiệp trong lĩnh vực mới mẻ nhưng rất ý nghĩa này. Con đường khởi nghiệp của anh Dũng thuận lợi và khó khăn ra sao? Đến với trung tâm sáng tạo kỹ năng Juna Edu, bạn sẽ được cải gì? Vân vân. Tất cả những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong phóng sự Doanh nhân với câu chuyện khởi nghiệp ngay sau đây. Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc vào năm 2010, sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả ở thành phố Đông Hà. Thế nhưng bởi chàng trai Trần Trung Dũng, anh đã không chọn hướng đi theo đúng chuyên môn được đào tạo. Anh Dũng đã cùng với người bạn đời của mình là chị Hoàng Thị Ân Nga khởi nghiệp một lĩnh vực khá mới mẻ ở Quảng Trị. Đó là thành lập Trung tâm Sáng tạo Kỹ năng với tên gọi Trung tâm Sáng tạo Kỹ năng Juna Edu. Trung tâm Sáng tạo Kỹ năng Juna Edu được thành lập vào năm 2016. Juna Edu được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị trực tiếp quản lý và cấp phép hoạt động mảng đào tạo sáng tạo kỹ năng sống cho các nhóm từ 3 tuổi đến người trưởng thành. Trung tâm Sáng tạo Kỹ năng Juna Edu là trung tâm đầu tiên tại Quảng Trị với chương trình được biên soạn phù hợp với các nhóm từ 3 tuổi đến người trưởng thành. Và được chia thành hai phần, đó là phần sáng tạo, phát triển tư duy sáng tạo, vận động, nâng cao khả năng quan sát, tập trung, kiên nhẫn, khả năng tự đưa ra giải pháp, giải quyết vấn đề, nâng cao chỉ số quan trọng, IQ, AQ và CQ. Đối với phần kỹ năng, các học viên được rèn luyện kỹ năng sống cần thiết và quan trọng trong cuộc sống, tăng mạnh dạn, tự tin, chủ động và tự lập, tăng chỉ số IQ. Em tự tin vào khả năng của mình là có thể theo đuổi được lớp này và cũng như là vì mà mình cũng có đam mê và thầy cũng truyền được nhiều thông tin bổ ích đến cho em và khiến em cảm thấy là mình phải dõi theo và luôn luôn là tiếp tục để học được cái lớp này. Em cảm thấy rằng rất là lớn vì khi xưa chưa tham gia khóa học này thì em là một người rất là sống nội tâm và ít khí cười. Nhưng mà khi mà tham gia khóa học thì em đã phát triển ra được điểm mình, điểm yếu của bản thân, cười nhiều hơn, sống hòa đồng với các bạn nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu thêm về câu chuyện khởi nghiệp của anh Dũng, chị Nga, chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi nhanh với anh chị. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Trước tiên thì thay mặt những người thực hiện chương trình, mẹ Nhi cũng xin được gửi những lời chúc tốt đẹp và thành công nhất đến anh Trung Dũng cũng như chị Ân Nga nhân ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10. Qua những hình ảnh, qua những cái phóng sự vừa rồi thì chắc quý khán giả cũng đã biết nhiều hơn về anh Dũng cũng như chị Nga. Vậy thì ngay lúc này để anh Dũng với chị Nga có thể chia sẻ một vài thông tin của mình. Tôi thì tốt nghiệp là ngành thiết kế đồ họa, đã có nhiều năm gắn bó giảng dạy tại trường kiến trúc Đà Nẵng và trải qua rất là nhiều cái công việc thì đã có cơ duyên để mà gắn bó với mảng kỹ năng sống, một cái mảng mà hai vợ chồng tôi rất là yêu thích, rất là đam mê đối với mảng này. Về đối với anh Dũng thì sao? Đối với bản thân tôi thì lại tốt nghiệp một chuyên ngành về kiến trúc, rất là tốt nghiệp về kiến trúc sư. Nhưng mà sau một cái quá trình rất là dài thì tôi lại chuyển hướng, đó là lựa chọn cho mình một cái công việc là trở thành một người đào tạo kỹ năng, người về đào tạo về phát triển năng lực của con người và truyền động lực cho mọi người. Và đây là một cái quá trình tương đối dài để đưa ra một quyết định là quay trở về là Quảng Trị để lập nghiệp cùng cả hai vợ chồng. Như anh Dũng và chị Nga vừa chia sẻ thì trước đây anh Dũng lại làm cái mảng kiến trúc sư, còn chị Nga thì lại làm giảng viên của một trường đại học. Vậy thì cơ duyên nào lại đưa anh chị quyết định quay trở về mảnh đất Quảng Trị để làm cái mảng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh? Khi bắt đầu vào đi học đại học á thì ba tôi có từng nói một câu thế này, tức là khi gặp một người thầy thì ba nói rằng là thưa thầy, đây là con gà công nghiệp của nhà tôi, ôm bao nhiêu năm rồi bây giờ mới xuất chuồng. Thế như thầy gọi là công chức. Lúc đấy bản thân mình cũng nghe rất là khó chịu, nhưng mà đủ thực tế khi mình bước chân ra ngoài thì mình gặp rất nhiều cái rào cản, trong đó là việc mình bị thiếu các cái kỹ năng sống được trang bị. Tức cái thứ mình được trang bị là chủ yếu chỉ là về kiến thức, và sau đấy tôi thấy được một điều chỉ là cái kỹ năng, một cái yếu tố hết sức quan trọng mà cần thiết ngay trong cuộc sống của mình. Và bắt đầu đầu tư rất nhiều chi phí để đi học, và quay trở về lại thì lại thấy ngay đó chính là các bạn học sinh ở ngay tại quê hương mình thì cũng chính là giống như bản thân tôi ngày xưa, đó chính là thiếu hụt kỹ năng rất là nhiều. Và đây là một trong những điều mà tôi rất là ấp ủ ngay từ khi mà bắt đầu ra trường đi làm,
là mong muốn làm thế nào để có những chương trình kỹ năng cho các bạn học sinh và các bạn sinh viên ngay tại quê hương của mình. Khi mà con được hơn một tuổi thì bắt đầu hai vợ chồng đi tìm những cái sân chơi cho con, và thấy một điều rằng là ở Quảng Trị mình thiệt thòi hơn rất là nhiều so với những cái thành phố lớn như là Hồ Chí Minh, như Đà Nẵng hay là Hà Nội. Và chính vì vậy cho nên là hai vợ chồng mới lúc đó một ý định đã mình bắt đầu từ việc có mình thì hãy tạo ra sân chơi cho con. Và hai vợ chồng bắt đầu là tổ chức những cái buổi ngoại khóa dạ ngoại để mục tiêu đầu tiên là để cho con của mình và bạn của con cùng tham gia. Và rất là nhiều phụ huynh cũng hưởng ứng, và nhiều phụ huynh cũng mong muốn rằng là nếu như cái sân chơi có thể duy trì mãi để cho các bạn có thể tham gia cùng, nếu như mình có thể mang tới một môi trường tốt cho con, mang cho con được những cái niềm vui, những cái trải nghiệm để có thể giúp cho con phát triển một cách hoàn thiện, thì mình nên mở ra một cái trung tâm về kỹ năng sống, để ngoài cái việc là giúp cho con mình thì con giúp cho những cái em bé khác ở Quảng Trị cũng có được cái điều đó. Quả thật là khi nghe những cái chia sẻ của chị Nga cũng như anh Dũng đây thì bản thân tôi cảm thấy rằng là anh chị đã có một cái quyết định. Lúc đó thì tôi cũng không biết là cái quyết định đó là đúng hay là sai, nhưng mà khi nghe đây thì tôi cảm thấy rằng là anh chị có một cái quyết định mà lại trái với cái nghề của mình đang làm, cái nghề của mình gắn bó suốt 5 năm trong khoảng thời gian mình ở Đà Nẵng. Vì là chị Nga đây là một giảng viên đại học, còn anh Dũng là một kiến trúc sư, và là mình làm trong một cái thành phố, tức là mình gọi là thành phố đáng sống. Và khi quay trở về mảnh đất Quảng Trị này để thành lập trung tâm sáng tạo kỹ năng Chuna Edu, đúng không ạ? Thì anh chị chắc chắn rằng là mình sẽ gặp cái khó khăn nhiều hơn cái thuận lợi. Vậy thì anh chị có thể chia sẻ nhiều hơn được không? Ở Quảng Trị mình đây thì cái khái niệm kỹ năng sống là một cái khái niệm mà còn khá là mới lạ, và nhiều phụ huynh chưa thấy được cái tầm quan trọng của kỹ năng sống đối với sự phát triển của một cái đứa trẻ cho tới khi trưởng thành. Chính vì vậy cho nên là chưa có cái sự đầu tư cũng như là quan tâm tới việc học kỹ năng sống. Và có một điều quan trọng hơn nữa, đó là thực ra cái chương trình của kỹ năng sống và cái điều quan trọng cuối cùng đó chính là hướng tới những cái giá trị ở trong cuộc sống. Và những cái điều này thì không phải là ngày 1, ngày 2 mình có thể nhìn thấy được, mà phải cần một cái quá trình. Bên cạnh những khó khăn mà chị Nga vừa chia sẻ đây thì còn có cái khó khăn nào khác nữa không thưa anh Dũng? Cái khó khăn tiếp theo đó chính là khi hai vợ chồng bắt đầu về đây khởi nghiệp thì về cái số vốn của mình thì nó tương đối không có nhiều, thì cũng phải là vừa là người thân rồi là bạn bè để có thể là có đủ một kinh phí để hoạt động. Ngoài ra nữa thì có một cái yếu tố chính là về đặc tính của nhân sự. Thế nên đối với các bạn vào môi trường của trung tâm Suna thì các bạn phải bắt đầu cái quá trình đầu chính là phải được đào tạo lại, phải được học lại. Khi mà mình quyết định gắn bó với cái mảng giáo dục kỹ năng sống thì nó sẽ không có nhiều thuận lợi giống như đối với chị Nga. Vậy thì anh Dũng có thể chia sẻ thêm được không? Đối với bản thân tôi chính là tôi thực sự đam mê và thấy cái này nó cần cho các bạn trẻ. Thế nên phải bắt đầu từ việc đầu tiên. Khó nhất đó chính là mình phải thay đổi con người của mình, phải bắt đầu học những cái thứ rất là mới, phải làm những việc mà đôi khi bản thân mình thực sự không có thích. Nhưng mà quan trọng nhất là điều này nó cần cho công việc của mình, và quan trọng nhất là cái điều này nó lại đem lại được cái giá trị và kết quả cho các bạn. Thế nên là tôi phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức cũng như là tài chính để đi theo những cái người thầy, những cái chuyên gia, những cái bậc diễn giả hàng đầu ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam để có thể học hỏi họ và đúc rút cái kinh nghiệm, sau đó về dần dần xây dựng được quá trình là đào tạo lại cho các bạn trẻ. Khoảng thời gian hơn 3 năm thì nó không phải là dài, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong khoảng thời gian hơn 3 năm đó thì anh chị đã có những cái thành công được gọi là ban đầu. Về anh chị có thể chia sẻ thêm. Điều bản thân tôi thấy vui nhất đó chính là cái sự đón nhận từ phía phụ huynh cũng như học viên ngày càng được nhiều hơn. Đối với trung tâm thì đây chính là điều hạnh phúc nhất. Điều hạnh phúc thứ hai nữa đó chính là nhìn cái kết quả của các cái chương trình đào tạo giảng dạy của trung tâm đã đem lại những cái giá trị rất tốt cho các học viên. Đối với 3 năm vừa qua, sau quá trình hoạt động và phát triển thì có những bước đầu đã gặt hái những kết quả. Mặc dù đây là chưa phải là cái mục tiêu cuối cùng của trung tâm, nhưng những cái kết quả này đó chính là sự nỗ lực cố gắng của cả toàn bộ tập thể cán bộ của trung tâm. Điều quan trọng nhất đó chính là cái sự đón nhận của quý phụ huynh đã được cái mở rộng hơn, được nhiều hơn. Bên trung tâm đã đón nhận được rất nhiều cái chương trình đến với các cái trường ngay tại thành phố, các cái vùng sâu vùng xa, kể cả đa các đồng hưởng hóa và các cái cơ quan đoàn thể cũng đã bắt đầu biết đến, và nhiều trung tâm có thể làm tổ chức các chương trình đào tạo kể cả dành cho phụ huynh, kể cả dành cho học viên. Và quan trọng hơn nữa, giai đoạn gần đây thì khá nhiều đơn vị ở Đà Nẵng cũng bắt đầu mời trung tâm có những chương trình đào tạo giảng dạy ngay tại Đà Nẵng, và đó cũng là một cái niềm hạnh phúc của đội ngũ giáo viên tại trung tâm sáng tạo kỹ năng Chuna Edu.
Trong quá trình anh chị khởi nghiệp như vậy, với những cái khó khăn nhất định, thì có khi nào anh chị cảm thấy nản không? Có chứ, đã rất là nhiều lần mà chúng tôi cảm thấy nản. Bởi vì sao? Nếu như mà phát triển ở trong cái mạng giáo dục là một cái mạng mà nó khó hơn những cái mạng khác. Và đặc biệt nữa là chúng tôi muốn phát triển trung tâm theo hướng đó là một cách bài bản, đúng hướng bên, phát triển lâu dài. Chính vì vậy cho nên là đã phải đầu tư vào đây rất là nhiều công sức, tâm huyết, thời gian. Và đương nhiên là cái khó khăn, cái nản đó là chuyện bình thường mà chúng tôi đồng viên nhau. Đầu tiên là hai vợ chồng đồng viên nhau để cùng nhau vượt qua. Và tiếp nữa đó là sự đồng viên từ những cái người cộng sự, từ những bạn bè người thân. Và điều đặc biệt nhất đó là mỗi khi nhìn ánh mắt của những học viên, nhìn cái sự thay đổi của các bạn, thì chúng tôi lại tự tạo ra cái động lực mới để mình kiên trì, để đi tiếp cái con đường của mình đã chọn. Về cái mong muốn hiện tại của anh chị lúc này là gì? Cái mong muốn nhất, lớn nhất của tôi hiện tại bây giờ đó chính là làm thế nào để có thể là kỹ năng sống trở thành mang tính phổ cập ngay tại quê hương của mình. Và tôi rất là khát khao mong muốn có thể là những cái chương trình này có thể đến được nhiều ngôi trường, đến được nhiều các cái vùng khác nhau. Tôi mong muốn rằng các bạn trẻ nếu như đã chuẩn bị cho mình ấp ủ một ý tưởng nào đó về khởi nghiệp thì các bạn hãy cứ tự tin. Nếu như các bạn mà có ý định bắt đầu khởi nghiệp thì các bạn hãy bắt tay vào làm. Các bạn hành động một cách gọi là đầy khát khao và đam mê. Và chúng ta đừng có ngại vấn đề chúng ta thất bại. Bởi vì sau một cái bài học các bạn sẽ nhận ra một điều là con người mình sẽ trưởng thành hơn. Cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của anh Trung Dũng cũng như chị Anh Nga. Và nhị tin chắc rằng con đường thành công của anh chị sẽ không còn dài nữa.